Tiếp theo chuyên mục Cuộc sống quanh ta hôm nay là bài viết Không tranh giành sẽ tự nhiên ung dung thản đãng, tâm nhàn là phúc khí của đời người, của tác giả Gia An, đăng trên Điều Hay Mỗi Ngày ngày 5 tháng 5 năm 2021. Mời quý vị và các bạn cùng chia sẻ. Nhân sinh như mộng, thoáng chốc mấy chục năm tất cả đều chỉ là cát bụi. Hà cớ gì mà mọi việc luôn phải mang ra tranh đua cao thấp? Trên đời có một số thứ không phải là tranh mà có được rồi cũng chưa hẳn là vui. Người xưa thường nói có lương thực ngàn gánh cũng chỉ ăn một ngày ba bữa, có căn nhà lớn 10 tầng cũng chỉ ngủ ở một gian, báu vật trăm xe ngựa trong lòng vẫn có buồn phiền, quan to lộc hậu cũng là đi làm hàng ngày, vinh hoa phú quý cũng chỉ là thoáng qua như mây khói. Vì sao con người đối với nhau lại thường xuyên ganh đua đấu đá trong tình danh lợi mà ngày đêm hao tâm tổn trí, cuối cùng thì mang theo được những gì và còn lại những gì? Con bất hòa với cha mẹ vì tranh thắng thua, cả thế giới này phải có điều kiện mới yêu bạn, chỉ có cha mẹ là người yêu bạn vô điều kiện. Trên thế giới cũng chẳng có ai phải có trách nhiệm với bạn cả, chỉ có cha mẹ chẳng cầu sự báo đáp nhưng vẫn yêu thương chăm sóc bạn hết lòng. Khi ta còn nhỏ, dưới sự bao bọc quản thúc của cha mẹ, chúng ta thường mong muốn nhanh chóng lớn lên để được tự do vùng vẫy với thế giới bên ngoài. Nhưng khi nhận ra thế giới như mơ ấy không đẹp như ta từng tưởng tượng, bởi trong xã hội bon chen và xô bồ thì chẳng có bữa cơm nào là miễn phí dành cho ta cả. Khi tiếng cha mẹ trong điện thoại nhắc bạn mặc ấm, nhắc bạn giữ gìn bản thân cẩn thận, mong bạn đừng tranh luận rằng bạn ổn và sẽ không sao. Đừng nói rằng nơi bạn đang sống không có mùa đông mà chỉ có ánh mặt trời rực rỡ. Đừng bao giờ xem nhẹ những lời nhắc nhở của mẹ cha, bởi cũng chỉ vì lo lắng khi chúng ta không được chăm sóc, sợ khi chúng ta mắc bệnh nhưng không được chăm sóc mà thôi. Cha mẹ mong chúng ta biết chi tiêu tiết kiệm, đừng bao giờ nghĩ rằng mình làm ra tiền thì mình có quyền tiêu. Cha mẹ nhắc vì lo lắng sau này chúng ta có những lúc thất cơ lỡ vận, có thể sẽ chẳng còn nghiêm khắc để răn đe như ngày ta còn bé, cũng có thể là những sự quan tâm âm thầm ít thể hiện cảm xúc, hay cũng có nhiều người thì sẽ để dành giảng dạy cho con những bài học đạo lý làm người sâu sắc. Bởi vậy, có đôi khi sự lo lắng của cha mẹ là vô căn cứ, sự quan tâm của cha mẹ là không cần thiết, nhưng cha mẹ làm như vậy hết thảy đều là vì mong con cái có cuộc sống tốt sau này. Đừng tranh giành thắng thua với cha mẹ, đó mới là hiếu thảo. Trái tim của cha mẹ luôn là vực sâu muôn trượng, mà sâu tận dưới đáy, bạn luôn tìm thấy sự bình yên và lòng vị tha. Vợ chồng bất hòa vì tranh đúng sai. Tình cảm vợ chồng là duyên trời xe định, giữa thế giới 7 tỷ người mà có hai người gặp được nhau rồi tiến đến hôn nhân, đó là một điều quá tuyệt vời rồi. Khi về sống chung, cảnh tượng chúng ta hay nhìn thấy là người vợ có thể rất có nhiều lý do để cáu giận với chồng mình, về gia đình, công việc, con cái. Người chồng cũng có lúc vì thể diện của bản thân mà trước mặt bạn bè, người ngoài sai khiến người vợ. Người vợ không chịu được cảnh ấy và thế là mối quan hệ êm đềm trở nên bất hòa. Kỳ thực khi người chồng hoặc người trong gia đình có làm một chút việc sai trái mà không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn cục thì đừng so đo, tính toán chi li mà sinh ra bất hòa. Những khi ấy, nếu như có thể một mắt nhắm, một mắt mở mà bỏ qua thì bạn không phải là người yếu đuối, không có năng lực. Ngược lại, điều đó nói lên rằng bạn là người khoan dung độ lượng. Nếu như chẳng may phạm phải sai lầm lớn cũng không cần phải nhục mạ chỉ trích mà hãy thật lòng an ủi đối phương, tìm kiếm biện pháp giải quyết vấn đề. Đây không phải là thể hiện ra bạn là người ủy khuất, nhu nhược mà thể hiện bạn là người chín chắn, vững vàng và bao dung. Trên thế giới này, hai vợ chồng không phải mỗi người đều hoàn hảo 100% mà mỗi người chính là một nửa ghép lại thành 100% mà thôi. Hai người cùng nhau học cách đối diện với sai lầm của đối phương, giúp nhau hoàn thiện bản thân và tự hoàn thiện mình. Đã là một cặp đôi, một cặp đâu cần phải tranh luận ai đúng ai sai để làm gì. Không một gia đình nào là hoàn hảo, vẫn có cãi vã, giận dỗi vẫn có thể xảy ra, thậm chí là sự lạnh lùng trong một thời gian rất dài. Nhưng cho đến cuối cùng, gia đình vẫn là gia đình, nơi tình yêu luôn hiện hữu. Tiếp theo đó là bạn bè bất hòa vì tranh cao thấp. Bạn là người chúng ta cảm thấy thoải mái khi ở cùng, sẵn lòng trung thành đem lại cho ta lời chúc phúc và khiến chúng ta cảm thấy biết ơn vì có họ trong đời. Bạn bè đến với nhau vì có duyên mà ngàn dặm mới quen nhau, vì chí hướng hợp nhau mới hiểu nhau. Người xưa có câu vàng bạc dễ được, tri kỷ khó tìm, cho nên đừng bao giờ tranh cao thấp với bạn bè. Có thể công việc của chúng ta không cao sang bằng của bạn, đơn vị công tác không nổi danh như của bạn, nhưng phải nhớ rằng lao động là không có phân biệt giá trị. Có thể làm tốt công việc bằng chính sức lao động của bản thân mình thì chúng ta cũng đã được xem là một chuyên gia rồi.
Trong xã hội ngày nay, những người không biết tranh giành lợi ích, địa vị, tiền tài, vật chất thì dễ bị cho là người ngốc. Nhưng người xưa tin rằng những thứ mà con người đạt được trong đời này là do phúc báo của họ mà có. Tranh giành chỉ làm tổn hại đến người khác và tổn đức bản thân mà thôi. Một khi tấm lòng rộng mở hơn thì bạn bè phú quý cũng sẽ nhiều hơn. Suy cho cùng, người không tranh sẽ tự nhiên ung dung, thản đản, tâm nhàn là phúc khí của đời người. Người không so đo tính toán sẽ thường tự nhiên mà vui vẻ, khoái hoạt. Chúng ta không ai có thể hạnh phúc mà không có bạn bè. Tuy nhiên, những người bạn giống như những ngôi sao, họ đến rồi đi trong cuộc đời bạn. Nhưng những người ở lại bên bạn mới là những người tỏa sáng. Bởi vậy, những người bạn mà bạn có chẳng phải quý giá lắm sao? Nên chúng ta tranh giành so đo tính toán với bạn của mình liệu có đáng không?